với 25 nhóm ngành dân tộc cư ngụ, Lào Cai có kho tàng văn hóa phong phú và đặc sắc. Góp phần không nhỏ trong việc bảo tồn, trao truyền những giá trị văn hóa độc đáo này chính là các nghệ nhân dân gian. Với niềm say mê nghiên cứu, sưu tầm, cùng ý thức giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc, các nghệ nhân đã vượt qua mọi khó khăn để tiếp nối truyền thống cho các thế hệ mai sau. Đến các bản làng vùng cao Lào Cai, gặp các nghệ nhân mới thấy hết được sự say mê của họ đối với văn hóa dân tộc. Không chỉ sưu tầm, học hỏi cho bản thân, mà điều đáng trân trọng là họ truyền lửa đam mê cho thế hệ sau và khơi dậy phong trào, thu hút được đông đảo các tầng lớp nhân dân tham gia, giữ gìn nét đẹp truyền thống của dân tộc. Ông Thảo A Dín, người dân tộc Mông ở thôn Xín Trải, xã Xín Chén, huyện Simacai, là người còn lưu giữ được nhiều điệu múa khèn truyền thống. Ông được phong tặng là nghệ nhân dân gian và nghệ nhân ưu tú vì đã có nhiều công nghiên cứu, sưu tầm, bảo tồn vốn văn hóa Mông, đặc biệt là lưu giữ và truyền dạy những điệu khèn cổ. Hàng chục học trò trong thôn đã thành thạo những điệu khèn truyền thống của người Mông nhờ lớp học được tổ chức ngay tại nhà ông Dín. Từ những động tác cơ bản cho đến những kỹ thuật khó đều được ông tỉ mỉ truyền đạt đến học trò. Dù tuổi cao sức yếu, song nghệ nhân Thảo A Dín luôn yên tâm bởi lứa học trò của ông đã kế cận tiếp bước truyền lửa cho thế hệ sau. Một trong những học trò xuất sắc của nghệ nhân Thảo A Dín là Thảo A Chứ. Ông Chứ học khèn từ năm 12 tuổi. Đến nay ở tuổi ngoài 50, ông được người dân ở xã Xín Chén nhận xét là người giỏi nhiều điệu khèn. Khèn Mông có khoảng hơn 100 bài khác nhau dùng trong đám tang. Mỗi nghi lễ đều có những bài cụ thể, có lý lẽ riêng và là lời dẫn dắt, báo với linh hồn người đã khuất việc chuẩn bị thực hiện từng công việc trong đám tang. Ngoài những công việc của bản, múa khèn được sân khấu hóa và ông Chứ cũng được mời đi biểu diễn ở nhiều địa phương trong và ngoài tỉnh. Ông luôn tâm niệm, người giỏi khèn không phải chỉ biết múa cho đẹp, cho hay, mà quan trọng là điều mình muốn nói qua tiếng khèn điệu múa. Cái khèn này thì nó rất là quan trọng đối với dân tộc Mông chúng tôi. Bởi vì đã nhắc đến cái khèn là đã có dân tộc mình. Cái thứ nhất là một chàng trai dân tộc Mông ấy thì nó phải hiểu về cái khèn. Phải biết thổi, biết múa, đó mới là một dân tộc Mông. Thế, ví dụ như anh đi ra ngoài xã hội mà các cụ nó biết múa khèn, các cụ bảo là thế anh có phải người Mông không? Vâng, tôi là người Mông. Thế thì anh có biết về cái khèn, biết múa khèn không? Như vậy là cái điều này là rất là quan trọng và giữ được cái bản sắc. Hiện nay ông Thảo A Chứ được nhiều người biết đến và theo học khèn. Học trò của ông hầu hết là học sinh tiểu học, được bố mẹ gửi gắm ăn học tại nhà ông vào dịp hè. Hiện ông đã có 4 học trò thành thạo khèn và trưởng thành. Trên 10 học trò đang theo học năm thứ 2. Các học trò của ông luôn chăm chỉ luyện tập, biết lắng nghe thầy chỉ dạy từng thế đứng, cử chỉ trong điệu múa khèn. Giờ mới chỉ học múa, chứ chưa học thổi khèn, vì theo ông Chứ, khi thành thạo các bài múa thì học thổi sẽ nhanh hơn, lúc đó người học sẽ không cần để ý nhiều và mất tập trung đến điệu múa. Lúc đầu thì cháu cũng không thích học khèn cho lắm, nhưng vì đi thấy nhiều văn nghệ và nhiều lễ hội người ta biểu diễn khèn, cháu cảm thấy rất là hay và cháu muốn học thêm khèn và cháu về nhà xin phép bố mẹ để đi theo học thầy Chứ để biết những điệu múa khèn nó đẹp và biểu diễn đẹp hơn. Bởi có những người thầy tâm huyết và có những học trò chăm chỉ nên múa khèn được truyền từ thế hệ này sang thế hệ kia để nét đặc sắc của văn hóa Mông luôn được gìn giữ và phát huy.
Nếu như ở Simacai có các nghệ nhân múa khen tài hoa, thì ở xã Vĩnh Yên, huyện Bảo Yên có những nghệ nhân biểu diễn then đặc biệt xuất sắc. Họ là thế hệ sau của cố nghệ nhân dân gian Hoàng Thị Cứ, một người đã có nhiều công trong việc sưu tầm, giữ gìn và truyền dạy then. Những nghệ nhân này đã tiếp nhận then như một món ăn tinh thần không thể thiếu trong cuộc sống của mình. Họ cũng là những người vừa mang trọng trách sưu tầm làn điệu then cổ và sáng tạo điệu then mới, vừa truyền dạy cho bà con dân tộc mình. Điển hình là nghệ nhân Hoàng Văn Thụy. Gần 20 năm nay, ông tập trung sưu tầm sáng tác lời mới và trực tiếp tham gia biểu diễn hát then đàn tính. Từ khi nghệ nhân Hoàng Thị Cứ khuất núi, ông Thụy đã tiếp nối vận động các chị em con cháu và những người yêu thích then ở địa phương cùng tập những làn điệu then. Ông cùng các thành viên sáng tác được nhiều làn điệu mới ca ngợi sự đổi mới của quê hương đất nước, vẻ đẹp của con người trong lao động sản xuất và tình yêu. Nhiều bài trong số đó mang ý nghĩa sâu sắc và có ảnh hưởng không nhỏ đến đời sống của bà con người Tày. Có thể kể tên như bài Xôi Hương Động Tưởng, bài hát nói về chuyện thầy then làm lễ gọi ông vua, ông thánh trên trời xuống phù hộ cho con cháu trong gia đình có sức khỏe, mọi nhà bình an. Hay như bài hát Lên Bản Khoác Bản Nam, nói về việc truyền nghề thầy cúng phải trải qua chông gai mới thành thầy được. Thường trong các nghi lễ then của người Tày, người làm lễ chính được gọi là thầy then. Những người tham gia then được gọi là nàng khiển. Còn khi đi biểu diễn sẽ trở thành những diễn viên quần chúng mang đến cho khán giả những tiết mục đặc trưng. Các cụ thì cũng già, cố cũng một số thì chẳng còn nữa, một số thì vẫn còn, nhưng mà mình phải đi tức là siêu tầm những cái ông cụ then già, nó cũng ở xa, thì ở gần thì không còn thì mình đi ở xa, thì tìm những cái bài hát then cổ thì để về xong mình dạy truyền lại cho các em trong câu lạc bộ, xong các em cũng đi dạy cho các cháu học sinh trong những các trường nào mời thì mình đi truyền dạy cho các cháu. Nay cũng các cháu cũng hiểu biết về then. Cùng với nghệ nhân Hoàng Văn Thụy còn có nghệ nhân Hoàng Thị Huyền, con gái của cố nghệ nhân Hoàng Thị Cứ, là người tiếp nối niềm đam mê những làn điệu then từ mẹ. Chị Huyền kế thừa những di vật quý giá của mẹ là bộ sách ghi chép những bài then do cố nghệ nhân Hoàng Thị Cứ đã giải công sưu tầm và sáng tác. Vì niềm yêu then, chị Huyền đi tiếp con đường của mẹ. Chị sưu tầm sáng tác mới nhiều bài then và đã thành công khi đạt giải cao ở nhiều cuộc thi của khu vực. Hiện nay chị Huyền nắm giữ trong tay hàng trăm bài then với nhiều nội dung khác nhau. Mẹ đã dạy tôi từ lúc Thủ còn biết đi học, thì mẹ đã dạy. Sau khi bà đã dạy được rồi thì bà cũng có tuổi, cũng đi xa, bà cũng để lại cho tôi những, cũng dạy cách hát then, cách sưu tầm, cách sáng tác, ca ngợi xã nhà, tỉnh nhà, huyện nhà, bản sắc dân tộc. Cũng không muốn mai một mất đi, tôi cũng muốn là truyền lại cho con, cho cháu về sau mãi mãi. Những năm gần đây, các nghệ nhân then Tày đã được một số trường học mời đến dạy then cho con em đồng bào Tày. Tại trường Trung học Cơ sở và Tiểu học số 1 Vĩnh Yên đã thành lập được câu lạc bộ hát then. Lịch học then được nhà trường sắp xếp vào những buổi ngoại khóa, sinh hoạt và mời nghệ nhân tình nguyện đến dạy. Qua đó, các em học sinh vừa có sân chơi lành mạnh, vừa giữ gìn và phát huy được vốn văn hóa của dân tộc mình. Cháu thích vào câu lạc bộ hát then vì cháu rất yêu quý những văn hóa, những truyền thống đặc sắc của dân tộc Tày. Cháu mong rằng sau này cháu sẽ trở thành những nghệ nhân để truyền đạt cho mọi người biết đến nhiều hơn về những câu hát, những làn điệu của hát then nơi quê hương. Chương trình hôm nay chỉ giới thiệu một số nghệ nhân và người am hiểu văn hóa, dân tộc, biểu diễn trong hàng chục nghệ nhân được nhà nước phong tặng danh hiệu nghệ nhân dân gian, nghệ nhân ưu tú trên địa bàn tỉnh Lào Cai.
họ sẽ là người đi đầu ở địa phương, là nhân tố quyết định trong mỗi dân tộc để truyền lửa đam mê, giữ gìn bản sắc văn hóa của dân tộc và lan tỏa cho muôn đời sau.